chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình có một video về Shopee Haul. Chủ đề này thì luôn luôn hot và được mọi người yêu cầu làm rất là nhiều, nên mình luôn cố gắng làm đều đặn mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Thì hôm nay là Shopee Haul về 9 chiếc áo phông mà mình mua trên Shopee. Đây là những chiếc áo phông mà giá chỉ rơi khoảng tầm trên dưới 100, nói chung là dưới 100 nhiều hơn ý. Giá rất rất rẻ và không có brand gì cả. Lúc đầu thì mình vẫn còn hơi ái ngại về việc mua áo phông, cũng như là đợt mùa đông thì mình rất là ngại mua hoodie hoặc là sweater kiểu không có brand ấy. Tại mình thấy thường những áo phông thì mình thấy hay mặc của local brand với cả hoặc là những cái brand của nước ngoài, thì cái lượng chất lượng vải nó tốt hơn là những cái áo mà trên Shopee bán, nhất là Shopee nước ngoài á. Nhưng mà mình cũng đã kiểu đánh bụng mua thử 9 cái về để review cho mọi người xem, để mọi người có thể là tin tưởng hơn khi mà mua hàng. Trong ngày hôm nay thì vẫn sẽ có những cái sản phẩm mà có chất lượng rất tốt, nhưng cũng có những cái sản phẩm mà chất lượng không được tốt lắm. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi đến hết video nha. Và một điều đặc biệt nữa, đó chính là 9 chiếc áo phông thì mình sẽ đều giveaway tất cả cho mọi người và dành cho một bạn duy nhất. Thông tin thể lệ tham gia giveaway thì mọi người nhớ xem dưới mô tả nha. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Đầu tiên đây thì mình sẽ nói về một chiếc áo phông từ nội địa, không phải nhiều nội địa Trung, mà là từ Shopee Trung Quốc. Thì đây là một chiếc áo hình con chuột Mickey. Thì về chất chiếc áo này nhá, thì mình đánh giá nó mỏng nhưng mà nó chất lượng và rất là mát, và cầm lên nó nhẹ tay, mặc rất là dễ chịu. Nó khá là giống một vài chiếc áo sweater đợt mình ho đợt từ mùa đông ấy. Và cái chất vải đấy thì mình thấy là giặt máy giặt thoải mái, nó cũng không hề bị xù lông gì cả. Đường kim mũi chỉ bạn này mình thấy may cũng ổn, như mình không thấy lỗi gì cả, và hình in thì cũng rất đẹp luôn. Ôi, tôi thấy là cái hình in này rất đẹp. Tuy nhiên, một điểm trừ duy nhất của chiếc áo này đối với mình, đó chính là mình đã mua đến size 2XL rồi mọi người. 2XL rồi mà nó vẫn còn nhỏ so với người mình mọi người ơi. Hôm nay thì mình sẽ cho cả bạn trợ lý và cả mình mặc luôn cho mọi người xem là khi mà áo phông này trên hai phông người sẽ như thế nào. Mình là phông người mập, còn trợ lý mình là khá là vừa vặn. Thì bạn trợ lý mình mặc thì sẽ... cái áo này nhìn sẽ hợp lý hơn so với mình. So với mình mặc cái size XL này thì quá bé luôn, gần như là giống mình mặc size S của những cái local brand bình thường ấy. Nên là mình thấy là cái áo này có điểm trừ là cái form của nó quá là bé, nên là những bạn nào mập như mình thì phải cân nhắc thật là kỹ trước khi mua sản phẩm này. Còn lại thì mình thấy chất lượng khá là ok. Tiếp theo thì là chiếc áo mà có form đẹp nhất trong video ngày hôm nay, và nó vừa vặn với người mình mắt nhất, mặc dễ chịu nhất, và nói chung là mình thấy nó đẹp nhất ý. Và có giá là 109.000 thôi. Tên là một chiếc áo mà mình mua ở shop Việt Nam, và mình mua bạn này là size L. Mình mua bạn này là size L. Thì mặc dù size L nhá, nhưng mà nó kiểu rộng hơn rất là nhiều những cái áo 2XL hoặc là XL mà mình mua trong video ngày hôm nay ý. Chất vải của nó thì cũng rất là mềm, rất rất mềm luôn ý. Mình không biết là sau khi giặt bạn này thì có thể là nó bị xù lông lên không, nhưng mà mình hiện tại mình đang thấy nhá, chất lượng đường chỉ may khá là ổn. Chất vải mặc lên, nói chung là bạn này mặc lên người rất là nhẹ luôn ý. Cảm giác rất là dễ chịu khi mặc chiếc áo này. Mình thấy là mọi người mặc đi chơi hay là kiểu mặc ngủ ở nhà cũng rất là dễ chịu. Giá thì siêu rẻ, chỉ có 109.000. Hình họa tiết thì mình thấy là nó kiểu đơn giản ý, nó basic thôi nên là rất là dễ mặc, ai cũng có thể mặc được chiếc áo này. Và bạn này thì mình không có treo, nhưng mà mọi người có thể thấy nó không hề bị nhăn. Bạn này thì kiểu có giãn 4 chiều, nên là khi mà mọi người phơi hay là giặt thì cũng nên để một chút, thì nó sẽ dễ bị kiểu chảy áo ấy. Nếu mà phơi xong thì mọi người có thể là gấp áo lại thay vì treo để cái giá áo nó đỡ bị chảy xuống. Nói chung thì đây là một chiếc áo mình ưng nhất trong video hôm nay. Về cả chất lượng hình in cũng khá là xịn. Mình thấy hình in và cũng rất là xịn sò. Và khi mặc lên thì mình thấy là dễ chịu nhất với cả thoải mái nhất so với cơ thể của mình, nên là mình rất là thích chiếc áo này. Và tiếp theo thì là một chiếc áo phông màu đen từ shop nước ngoài. Đợt này thì chắc mình chỉ có hai chiếc áo phông từ shop nước ngoài thôi ý. Và form nó đều rất nhỏ mọi người ạ. Mình nhớ chiếc áo này mình mua khoảng size XL, và cái form của nó thì còn nhỏ hơn cả cái bạn đỏ kia ấy. Trời ơi, rất là nhỏ ấy. Kiểu phần trên thì nó cũng không đến nỗi, nhưng mà cái phần hông của mình ở dưới nó sẽ bó vào cái hông của mình luôn. Và chất vải bạn này thì mình đánh giá không cao. Và cái chất vải này thì mình đoán 90% là sau khi giặt xong mọi người sẽ bị xù lông lên, xù thì lông của áo ấy lên thì nhìn nó sẽ không được đẹp lắm. Nói chung là chất vải này mình có thể nhìn xuyên thấu được luôn đấy mọi người.
hơi xuyên thấu ý. Nói chung là mỏng và mình không đánh giá cao chất lượng chiếc áo này. Và về hình in các thứ ấy, về hình in thì mình thấy cũng đẹp, khá là ok. Kiểu nếu mà bọn ạ, nếu mà bạn là phong người nhỏ ấy thì mặc chiếc áo này lên thì nó sẽ đỡ dìm chiếc áo hơn và nhìn vẫn sẽ đẹp, tại vì những cái hình này rất là đáng yêu. Đằng sau thì nó sẽ không có hình gì cả. Tuy nhiên thì chiếc áo này mặc dù mình đã chọn size rất to rồi nhưng mà nó vẫn không thể fit với người mình. Nó mặc rất là khó chịu, nó bị bó vào hông mình quá nên là mình không hề thích một chút nào. Về đường kim mũi chỉ bạn này thì mình thấy nó may ở mức bình thường ấy, nó sẽ không được đều nhau lắm, nó hơi kiểu lệch lệch một chút, nhưng mà chỉ thừa các thứ thì mình thấy là hình như là chưa gặp. Nhưng mà chất vải bạn này thì mình không ưng lắm đâu. Đầu tiên mình mua bạn này thì là 185 lận. Ôi, không ngờ mình mua cái áo này mắc như vậy, mà gần như đây là một chiếc áo mà có chất vải xấu nhất trong video ngày hôm nay. Mình nghĩ không khuyên mọi người nên mua chiếc áo này đâu nha. Mình sẽ để link cái shop đấy ở dưới này cho mọi người tránh cái sản phẩm này ở shop đấy ra. Tiếp theo thì là một chiếc áo trắng khá là đẹp, size L, và mình mua với giá là 99k. Bạn này chất lượng vải mình thấy rất là đẹp. Nó dày hơn là cái bạn áo đen mà có kiểu hình cái hình nhịp tim đập ở đây ấy. Nhưng mà bạn này là kiểu cái áo dành cho Valentine, kiểu áo đôi này. Mình thấy chất lượng vải quá ok luôn, thế luôn mọi người. Không kém lắm những cái local brand. Và bạn này cũng là chất vải có giãn 4 chiều, mặc thì thoải mái. Mọi người chú ý là tránh giặt thì vắt, kiểu vắt kỹ một chút để cho nó không bị chảy áo ấy. Form đằng trên bạn này rất là ok rồi nha. Cái tay nó phần dài đến đây vừa đủ, mình rất là thích cái phần form trên rồi. Tuy nhiên thì cái phần dưới nó vẫn bị chật so với hông của mình. Mình mua đã đến size L rồi và bạn này là size L là to nhất rồi ấy. Thường mình sẽ chọn những cái áo size to nhất, tại vì mình biết là thằng áo phông trên Shopee thì nó sẽ không được rộng như là ý mình mong muốn cho lắm. Với bạn này thì những bạn nào mà người nhỏ hơn mình thì mình thấy chắc chắn các bạn sẽ thích luôn. Và với cái giá chỉ có 99k thì thực sự là không ngại ngần gì mà không mua chiếc áo này. Có một điều nữa là cái cổ nó hơi bé một chút xíu thôi. Thì bạn nào gầy thì mình nghĩ là cái điện này không phải điểm trù đâu. Tuy nhiên thì với mình là người mà mập và cái cổ nhìn nó sẽ bị mập ra ấy, nên là mình sẽ không thích những chiếc áo nào mà nó cổ hơi bé như này. Còn lại mọi thứ mình thấy bạn này rất là ổn. Hình in này thì nó là hình dán nên là mình thấy cái hình dán này thì nó sẽ hơi dễ bị bong một chút, nên là mọi người bảo quản kỹ được cái này, kiểu giật tay để tránh kiểu giằng xé bạn này ấy, thì mình nghĩ là sẽ ok hơn. Và màu trắng này cũng không phải là màu trắng tinh nữa. Áo mình mặc đang là màu trắng tinh và đây là một màu trắng lắm hơi sữa một chút, nên mình thấy màu trắng này thì sẽ dễ mặc hơn những cái màu trắng tinh như này rất là nhiều. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo mà hình như là rẻ nhất trong ngày hôm nay, có giá 75k thôi. Mọi người nhìn cái họa tiết này thì nó kiểu khá là giống những cái áo phông kiểu đồ second hand á mọi người. Cái họa tiết này nói chung là mình thấy đẹp, đằng sau thì nó sẽ không có họa tiết gì. Chất vải bạn này ở mức cũng khá là ổn, không được đẹp như là chất vải của bạn trắng vừa rồi, nhưng mà nó cũng chỉ thua kém một tí thôi. Nhưng mà mình cũng đang hơi nghi ngờ là có thể là sau khi giặt máy nhiều ấy thì mọi người có thể là cũng bị xù lông áo lên. Tại vì hiện tại mình đang thấy cái phần cổ nó ấy mọi người, đấy, nó đang hơi bị xù lên một chút xíu rồi. Không phải là sau khi giặt thì nó sẽ như thế nào. Cái hình chữ in ở đây đẹp nhưng mà nó lại... nói sao nhỉ? Mình thấy nó chưa gì nó đã bị nứt này, mình chưa hề giặt luôn. Mặc dù đẹp nhưng mà nó nứt. Hay là nó cố tình tạo như này để kiểu cảm giác đây là một chiếc áo second hand, không biết nữa. Mình mua bạn này thì là free size. Cái form nói thì cái áo này mình thấy hơi ngắn một tí. Phần form trên cũng rất đẹp rồi, ở phần dưới thì nó không quá là chật như mấy chiếc áo trước mà mình nói, nhưng mà nó vẫn kiểu bó, nó không được quá rộng rãi và nó không được dài như ý mình mong muốn. Phần trên thì mình thấy rất đẹp rồi nhá. Nhưng mà nên là những bạn nào mà người nhỏ hơn mình thì mình thấy là cái form này, cái form free size thế này là ổn rồi. So với những người mập như mình hoặc trở lên nữa thì mình nghĩ là mọi người nên cân nhắc một chút chiếc áo này. Nếu mà bạn nào mà thích form áo phông mà rộng như mình thì không nên lựa chọn chiếc áo này. Tiếp theo thì vẫn còn một chiếc áo 75k nữa mọi người ạ. Và cũng là free size luôn, mình mua cùng một shop hay sao ạ. Đây là một chiếc áo này.
Cái phông chữ của bạn này thì nhìn đơn giản và mình thấy là in đẹp hơn cái bạn đen ban nãy. Chất lượng vải thì mình thấy đánh giá cũng cao hơn cái bạn đen ban nãy. Form thì mình thấy là nó cũng tương tự, cái form y hệt luôn, không khác gì luôn. Độ chiều dài với cả độ rộng nó y hệt nhá. Nhưng mà mình thấy cái một điểm là màu này ấy, khi ở trên ảnh mình thấy nó giống kiểu màu be, nâu be bình thường. Nhưng mà khi mà màu này mình mặc ngoài thì mình thấy nó hơi bị kiểu be vàng ấy mọi người. Nó ám vàng khá là nhiều. Mình thấy là lên video nó không được rõ cái kiểu ám vàng của chị áo này đâu. Nên là mặc chị áo này mình thấy màu này mình không thích cho lắm, mình không ưng cho lắm. Nên là so với giá tiền nói, về chất lượng vải và kiểu dáng thì mình đánh giá tầm khoảng 8/10. Nhưng mà cái màu này thì mình chỉ khoảng cho khoảng 6/10 thôi. Nên là mọi người hãy cân nhắc một chút khi mua cái màu này. Ngoài ra thì bạn này cũng có màu trắng, màu đen nữa hay sao ấy. Nên là mọi người cũng có thể cân nhắc hai cái màu đấy. Tại vì chất lượng áo, chất lượng vải cái này khá là ổn luôn. Đường kim mũi chỉ may rất là thẳng hàng, nhìn rất là ok chiếc áo này. Và tiếp theo thì mình có một chiếc áo có giá 85.000 và nó cũng là free size luôn. Thì đây, tên nó có một cái hình gì đây, mình không biết gọi hình này là hình gì đâu. Và có một cái chữ reason ở dưới đây, và đằng sau nó cũng có cái hình đó nhưng mà nó sẽ to hơn này. Ở đằng trên này thì nó có một dòng chữ tiếng Anh với là một dòng chữ, đây là chữ Trung Quốc hay Hàn Quốc, chữ Trung Quốc đúng không? Về chất vải thì mình đánh giá là cũng thương khá là tương tự hai cái áo be với cả áo đen ban nãy. Nhưng mà kiểu mình thấy cái may thì nó không được đẹp như là cái áo be vừa rồi. Cái phần cổ này nó hơi bị ngắn. Phần cổ này nó hơi bị nhỏ quá này. Với cả may nó hơi bị rúm. Đây mọi người, mình sẽ cho mọi người xem kỹ. Đây, nó may cái phần cổ này hơi bị rúm rúm vào với nhau. Cái đường chỉ may thì mình thấy nó cũng không được chắc chắn lắm như là cái bạn trắng vừa rồi ấy. Giá tiền thì nó cũng rẻ thôi. Và mình thấy là cái họa tiết áo này cũng khá là đẹp. Và cái form này cũng mình thấy y hệt luôn, y hệt cái form trắng với cả áo be với cả đen vừa nãy mình đã nói. Tại vì mình mua, nếu mình nhớ không nhầm là mình mua ba cái áo này cùng một shop luôn. Nên là nó y hệt nhau, made in Việt Nam luôn. Nó kiểu là hàng xưởng Việt Nam tự gia công ý, chứ không phải là hàng nhập ở Trung Quốc về. Và vì là cái form này nó vẫn y hệt hai chiếc áo trước ấy, nên mình cũng không còn gì để nói nhiều về nó nữa. Nói chung là mình mặc phần trên thì vẫn ok. Ý là phần từ ngực đổ lên ý, phần tay rộng khá là ok rồi. Chỉ có phần dưới là nó bị hơi kiểu gần, nó bóp vào hông của mình quá ấy, và nó không được cái độ dài theo ý mình mong muốn. Để mình có mặc thể mặc một chiếc áo phông thoải mái hơn. Nên là bạn này sẽ dành cho những bạn nào mà có thân hình mà mảnh mảnh hơn mình nha. Và tiếp theo thì mình có một chiếc áo có giá là 109.000. Và chiếc áo này thì mình họa tiết rất là chất chơi luôn ý. Đây mọi người, cái chữ in rất là chất luôn. Đó, wow, đây là cái chữ in màu kiểu tím xanh, xanh tím. Nhưng mà mình thấy là cái chữ in này nó hơi bị cứng và khá là dễ bong ra sau nhiều lần giặt. Nên là mình không đánh giá cao cái phần in chữ này. Mặc dù nhìn nó nhiều với cả nó đẹp ấy, nhưng mà giặt nhiều áo này thì kiểu gì cũng sẽ tan xác. Nhưng mà cái chất vải mình đánh giá lại khá là ổn. Cái chất lượng vải, đường kim mũi chỉ thì mình thấy cũng ok, may chắc chắn hơn cái trước đấy. Nếu mình nhớ không nhầm thì mình sẽ mua bạn này là size L. Nói chung là mình sẽ mua cái size lớn nhất luôn ấy. Và bạn này thì form cũng không được như ý mình mong muốn. Yes, cái phần cổ này nó còn chật. Nó là cái phần cổ phần cổ áo mà nhỏ nhất trong 9 áo phông ngày hôm nay luôn ấy. Nó kiểu thít vào cổ mình. Mình không thích điều đấy một chút nào. Phần tay thì rộng rãi ok rồi. Cái phần tay này này, đấy. Nói chung phần tay mấy cái áo này mình không có gì để nói nhiều. Nhưng mà phần hông ở dưới thì nó cũng bị chật và bó vào người mình. Nên là mình không thích điểm này. Để đánh giá về cái chất lượng vải riêng về vải này thôi, mình thấy là cũng được chấm được 9/10 so với cái giá tiền nó. Chất lượng in thì chỉ được tầm 6 điểm thôi. Với cả cái form dáng thì mình chấm được khoảng tầm... nếu mà đối với mình là người mặc thì nó chỉ được khoảng tầm 6 điểm. Còn mà người bạn trợ lý của mình mặc ấy thì mình thấy là cũng khá là ổn, có thể chấm được khoảng 8 điểm. Nên là tùy vào cái form người mà mọi người có thể lựa chọn mua chiếc áo này hay không nha. Và cuối cùng trong video hôm nay thì mình có một chiếc áo màu trắng. Và lúc đầu thì mình rất là thích chiếc áo này, tại vì chất vải của nó cũng rất là tốt luôn ý. Đường kim mũi chỉ may ổn, không có chỉ thừa. Màu trắng cũng không phải là màu trắng tinh mà là màu trắng sữa, nên là rất dễ mặc. Cái họa tiết cũng rất là đẹp này, hình in thì cũng mềm mại. Cái hình chữ in nói chung là mình thấy cái hình này rất là xinh. Đằng sau thì không có
chứ gì, mình mua bạn này chắc khoảng size L. Nhưng mà cái form này nó bó dã man, nó bó nhiều lắm, kiểu nó bó cả phần trên. Ý là cái form áo này nó bị quá là nhỏ ấy, nó bó từ phần trên và ngực mình cho xuống phần dưới này, mình cái mặc cái áo này đúng y như con đuông dừa luôn. Mình không hề thích chiếc áo này mặc trên người mình một chút nào. Tuy nhiên nếu mà bạn là một form người nhỏ hơn mình thì mình lại rất rất khuyên nên mua chiếc áo này, tại vì bạn này nhá, chất lượng in ổn này, chất lượng áo, chất lượng vải này rất ổn. Cái cổ này cũng nhỏ nên là mình không thích này. Nhưng mà bạn nào gầy thì mình nghĩ là cái cổ nhỏ này thì sẽ không thành vấn đề. Nên là cái này thì mình sẽ không khuyên dành cho những bạn nào mà mập như mình. Nhưng mà những bạn nào người mảnh hơn mình thì mình lại rất khuyên nên mua chiếc áo này, tại vì giá rẻ và mình thấy là quá là rẻ cho một chiếc áo mà khá là chất lượng như thế này. Yeah, vậy là vừa rồi mình đã haul hết cho mọi người 9 chiếc áo phong mà mình mua trên Shopee ngày hôm nay. Những chiếc áo rất là rẻ thôi, và hy vọng đã có thể giúp ích được cho mọi người để mọi người có thể lựa chọn được chiếc áo phong đúng như ý của mình và chất lượng vải ok. Và mình sẽ giveaway tất cả những chiếc áo này như là ở đầu video mình đã nói. Thông tin thì mọi người hãy xem dưới phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Rồi thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye!